Hoàng Audio xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên em sẽ lên một chương trình để kỷ niệm anh Kiệt tại thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Hiện tại thì anh có đặt bên Hoàng Hà chọn bộ một bộ dàn âm thanh được nhập khẩu chính hãng TFE Pro. Bộ cấu hình ngày hôm nay của anh lựa chọn được kết hợp từ phiên bản loa full VMS cùng với đẩy liền vang số DAC-X36 và xúc điện lai hơi bát 40 S15 Pro. Tổng giá trị của bộ dàn này là 24.900.000 đồng, và đây thì anh đã cọc trước cho bên em 2.1 triệu rồi, còn lại 22.800.000 đồng. Đã bao cước, vận chuyển và hỗ trợ tặng kèm đầy đủ dây jack kết nối cho anh nhá. Tất cả đều là những dòng sản phẩm nhập khẩu chính hãng của LB. Và đặc biệt đối với bộ cấu hình combo của anh ngày hôm nay thì bên em đã hỗ trợ tặng kèm cho anh bộ mic không dây DT22 được nhập khẩu chính hãng TFE Pro, đang có giá là 2.200.000 đồng. Một trong những phần quà giá trị cực kỳ là cao, phiên bản loa full VMS này. Tất cả những sản phẩm này thì đều làm chương trình khui thùng, chi tiết chương trình khui thùng cho anh nhá. Toàn bộ đều còn nguyên zin, băng dính niêm phong của hãng này. Và về phần quà tặng kèm của Hoàng Hà, khi tất cả các bác và anh em đặt chọn bộ những bộ cấu hình âm thanh phiên bản mic không dây DT22, một trong những dòng mic khá là cao cấp của AB, trị giá 2.200.000 đồng. Đây là một trong những cái dòng mic mà hỗ trợ các bác hát karaoke cực kỳ là hay, bắt mic nhạy, chế độ chống hú tốt và có đầy đủ những tính năng tự động ngắt, gia tốc khi rơi. Tai mic rất là đẹp này. Đầu thu mic phiên bản DT22. Đấy, trong đây thì nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Pin đi kèm. Dây nguồn, dây 6 ly đầy đủ chống lăn. Đấy, hiện tại thì đang tiến hành khui thùng cho anh. Rất là chắc chắn nhá, rất là nhiều lốp xốp. Và sau cái quá trình test hàng, đấy, gửi hàng cho anh thì bên em sẽ có những chương trình quay chi tiết những cái khâu đóng hàng cực kỳ là chắc chắn. Và tất cả những dòng sản phẩm này trong cái quá trình, trong cái quãng đường vận chuyển xa thì các bác hoàn toàn yên tâm, bởi vì cái quá trình và cái chất lượng đóng hàng của bên em rất là kỹ nhá, rất là kỹ, và hàng luôn luôn cam kết là đến tay các bác khách hàng hoàn toàn an toàn. Đấy, các bác nhận hàng các bác bỏ ra kiểm tra tiết hàng rồi mới thanh toán. X36 này có sách hướng dẫn sử dụng của EB. Đấy, trong đây thì nó sẽ có hai tai để các bác bắt vào đẩy và một dây kết nối máy tính. Đây là một trong những cái phiên bản đẩy liên vang số của EB, nên là nó sẽ có những phần mềm riêng để căn chỉnh trực tiếp trên hệ thống máy tính. Và những phần mềm này thì trước khi test hàng và gửi hàng đi các bác thì bên em sẽ căn chỉnh nhá. Bên em sẽ kết hợp với nó và sẽ lựa chọn những cái tính năng, những chế độ và sẽ setup trực tiếp trên những cái bộ cấu hình mà các bác lựa chọn. Một trong những bộ dàn cho chất lượng âm thanh cực kỳ là tốt, giá dưới 25 triệu đồng, chưa đến 25 triệu đồng một bộ dàn âm thanh. Các bác có thể vừa hát karaoke vừa nghe nhạc tại nhà, rất là đẳng cấp. Phiên bản loa full VMS đang có giá là 9 triệu đồng. Tem bảo hành này, tô thông hơi sau, toàn bộ thông số loa đây. Tín hiệu vào thì đều được làm bằng cọc đồng nguyên khối nhá. Chế độ bảo hành trong vòng 2 năm. Đẩy liên vang số DAC-X36 có giá là 9 triệu đồng. Phiên bản này thì nó sẽ có một lớp seal ở đây. Về các bác khách hàng có thể bóc ra để đẩy sáng hơn, đẹp hơn, nhìn sang trọng hơn rất là nhiều. Toàn bộ những sản phẩm của AB thì đều có tem chống hàng giả của hãng, trong đó có logo, mã QR và trang web công ty. Cuối cùng là súp điện lai hơi bát 40 S15 Pro. Phiên bản súp gần như là cao cấp nhất của AB, đang có giá là 6 triệu 900.000 đồng. Bản này là bản mới nhất của năm nay, và đặc biệt cái phiên bản súp điện lai hơi S15 Pro này thì đã được trang bị tính năng tự động ngắt. Đây là một trong những tính năng rất là cao cấp và gần như là chưa có sản phẩm súp nào trên thị trường được trang bị cái tính năng này. Với cái phần tính năng này thì nó sẽ rất là tiện lợi trong quá trình các bác sử dụng tại gia đình. Trong quá trình các bác sử dụng, khi các bác ngắt nguồn tín hiệu trong khoảng từ 2 đến 30 giây thì súp nó sẽ tự động ngắt. Thứ nhất là bảo vệ bộ dàn, và thứ hai là giúp tăng cái tuổi thọ, tăng cái niên hạn sử dụng với những cái sản phẩm của AB lên rất là nhiều. Chế độ bảo hành trong vòng 2 năm và hỗ trợ bảo hành trọn đời. Công suất max của bản này là 1650W, số seri này. Súp điện lai hơi nhá. 6 triệu 900 nghìn đồng phiên bản S15 Pro. Tổng giá trị bộ cấu hình ngày hôm nay của anh là 24.900.000 đồng. Anh đã cọc trước cho bên em 2.1 triệu rồi, nhận hàng anh kiểm tra và thanh toán nốt 22.800.000. Và bác nào có nhu cầu quan tâm, muốn tìm hiểu và đặt hàng về bộ cấu hình combo ngày hôm nay thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua Zalo số điện thoại 0967 345 155 để bên em tư vấn về giúp bác đặt hàng nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả các bác và anh em cùng đeo tai nghe vào để có thể nghe và thưởng thức được chất lượng âm thanh của bộ dàn ngày hôm nay chuẩn bị gửi lên đường cho anh Kiệt. Nhân tiện đây thì cũng chúc anh và gia đình có những trải nghiệm thật là tốt khi sử dụng những dòng sản phẩm của EB Pro, hay là những cái dòng sản phẩm mà hiện tại Hoàng Hà đang phân phối và đang đưa ra thị trường. Tất cả đều là những dòng sản phẩm nhập khẩu chính hãng của EB, chất lượng cực kỳ là tốt và giá thành lại khá là hợp lý.